Chào mừng quý vị đến với một điểm tin trong tuần của trang thông tin Giáp Phận Phú Cường. Giáp Phận Phú Cường tổ chức Đại hội Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Giáp Phận Phú Cường mừng kính trọng thể lễ Thánh Cả Du Xe. Giáo sứ Tân Thông mừng kính Thánh Du Xe. Thánh lễ an táng Linh Mục Phêrô Tạ Văn Đức. Thánh lễ mừng kính Thánh Du Xe, bổn mạng giáo sứ Thới Hòa. Tin giáo phận Phú Cường, giáo phận Phú Cường tổ chức đại hội hội đồng mục vụ giáo sứ. Chương trình đại hội bắt đầu từ 7 giờ sáng, các giáo sứ tập trung ghi danh và nhận tài liệu, cũng như dành thời gian giao lưu cùng nhau, gặp gỡ trò chuyện, cũng như chia sẻ việc phục vụ tại giáo sứ mình. Đúng 8 giờ 30 phút, toàn thể có mặt tại hội trường chuẩn bị tĩnh tâm mùa chay với nghi thức sám hối. Buổi tĩnh tâm do cha Đa Minh Trạch Cao Xuân Khải, chánh xứ giáo xứ Thới Hòa, hướng dẫn với chủ đề vai trò của người giáo dân trong chương trình mục vụ, trong sự hiệp thông và trong đức ái. Đây cũng là lời mời gọi và mong muốn của Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, dành cho toàn thể cộng đoàn giáo dân trong giáo phận. Hãy sống trong sự hiệp thông, hiệp thông trong cầu nguyện và hiệp thông trong đức ái. Kết thúc buổi tĩnh tâm, sau vài phút nghỉ giữa giờ, toàn thể tiếp tục bước vào phần sinh hoạt về quy chế hội đồng mục vụ do cha đặc trách An Tôn Hà Văn Minh đảm trách. Chương trình kết thúc vào lúc 11 giờ và toàn thể cộng đoàn bắt đầu thánh lễ do Đức Cha Du Xe chủ tế. Đức Cha Du Xe cũng chia sẻ tâm tình cùng cộng đoàn về sự hiệp thông trong đức ái, về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Đức cha dùng hình ảnh Chúa hiển dung để mời gọi cộng đoàn. Hãy cùng Chúa không chỉ lên núi Ta Bo, mà hãy kiên vững để theo chân Chúa đến đồi Can Vê, để được hiển vinh cùng người. Mỗi người hãy chiêm ngắm tình yêu trọn hảo mà Chúa dành cho con người. Một tình yêu trao ban đến tận cùng, trao ban cả mạng sống để cứu chuộc con người. Trước khi kết thúc thánh lễ, đại diện hội đồng mục vụ chúc mừng bổn mạng Đức Cha Du cha quản lý và thầy sáu cùng toàn thể quý vị nhận thánh du xe làm bổn mạng sau thánh lễ mọi người cùng nhau dùng bữa cơm trưa thanh mật tại khuôn viên trung tâm mục vụ và tạm biệt ra về trong bình an tin giáp phận phú cường giáp phận phú cường mừng kính trọng thể lễ thánh cả du xe thánh lễ mừng kính thánh cả du xe bổn mạng giáo phận phú cường được cử hành long trọng tại trung tâm mục vụ giáo phận vào lúc 10 giờ sáng thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2019 do đức giám mục du xe nguyễn tấn tước chủ tế cùng đồng tế với ngài có đức cha phêrô trần đình tứ nguyên giám mục giáo phận phú cường và đông đảo quý cha trong giáo phận hôm nay toàn thể giáo hội trên khắp hoàn cầu cùng nhau mừng kính thánh cả du xe đấng công chính được Thiên Chúa dấu yêu, Ngài được chọn giữa muôn người để trở nên người bảo vệ Đức Maria và là dưỡng phụ của con Thiên Chúa. Đức cha Giuse cùng toàn thể cộng đoàn chiêm nghiệm về cuộc đời của Thánh cả Giuse, đấng đã dâng chọn cuộc đời mình trong sự vâng phục Thánh ý Thiên Chúa. Mỗi người đến với cuộc đời này đều là hồng ân của Thiên Chúa ân ban và mỗi người đều được dư tràn hồng ân thiêng liêng ấy. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha tổng đại diện Simon Nguyễn Văn Thu, đại diện chúc mừng bổn mạng đức cha Du Xe, quý cha, quý thầy và tất cả quý khách nhận thánh Du Xe làm bổn mạng và cộng đoàn cùng nhau chúc mừng đức cha bằng những đó hoa thật tươi thắm. Đáp lại, đức cha Du Xe bày tỏ lòng tri ân đến tất cả mọi người, cách đặc biệt là đến với các ân nhân xa gần đã cộng tác vào công trình chung của giáo phận. Ngài dành lời cảm ơn đặc biệt đến cha quản lý, đã chu toàn mọi việc trong công trình xây dựng trung tâm mục vụ và cơ sở đào tạo linh mục của giáo phận. Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút. Quý cha cùng chụp hình lưu niệm với quý đức cha. Sau đó, toàn thể cùng tham dự bữa tiệc thân mật tại khuôn viên của tòa giám mục. Tin giáo sứ Tân Thông Giáo sứ Tân Thông mừng kính thánh Du Xe Hòa cùng tâm tình của giáo hội Hoàng Vũ nhân ngày mừng kính Thánh Du Xe, bạn trăm năm Đức Maria, vào lúc 17 giờ 30 chiều ngày 19 tháng 3 năm 2019, cha Du Xe Nguyễn Phát Tài, chánh xứ Tân Thông, long trọng cử hành thánh lễ mừng kính Thánh Cả Du Xe. Trong thánh lễ hôm nay, cộng đoàn giáo xứ cũng không quên cầu nguyện cho Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, cha quản hạt Củ Chi, cha sở giáo xứ Tân Thông, Giáo khu Du xe và toàn thể các anh em nhận Thánh Du xe làm bổn mạng. Trước Thánh lễ, toàn thể cộng đoàn dân chúa cùng với cha chủ tế và quý cha đồng tế cung ngưng kiệu tượng Thánh cả Du Xe thật trang nghiêm, vừa đi vừa cùng nhau đọc kinh cầu ông Thánh Du Xe vòng quanh khuôn viên nhà thờ để tỏ lòng yêu mến Thánh cả Du Xe. Khi đoàn kiệu vào đến nhà thờ, cha chủ tế, quý cha đồng tế và đại diện hội đồng mục vụ giáo sứ đến trước tượng thánh cả du xe cùng tiến hương lên thánh cả du xe dẫn vào thánh lễ mừng kính thánh du xe hôm nay cha sở du xe nguyễn phát tài giới thiệu đến cộng đoàn có quý cha đến dân thánh lễ hôm nay cha phêrô du xe trần tấn nam cộng đoàn thiên phúc cha joan bautista chính dòng cát minh cha phêrô nguyễn văn dũng phó sứ tân thông thánh lễ được diễn ra như thường lệ và trong bầu khí trang nghiêm sốt sáng mặc dù thanh lễ khá dài nhưng nhìn khuôn mặt của từng người ai ai cũng cảm thấy vui vẻ và được tràn đầy ơn Chúa. Sau lời nguyện kết lễ, cha trắng sứ có đôi lời chúc mừng đến cha Phê -rô Du Yuse Trần Tấn Nam và toàn thể anh chị em trong giáo khu Yuse nhân dịp bổn mạng. Cha trắng sứ cũng không quên chúc mừng anh em gia trưởng nhân dịp kỷ niệm hai năm ngày thành lập. Tiếp đến, các em nhóm sắp thánh gửi đến cha sở Yuse Quý cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn dân chúa một vũ khúc cho con thế chúa. Nguyện xin Thánh Du Xe luôn gìn giữ và ban ơn cho cha sở Du Xe và quý cha mang tức hiệu Thánh Du Xe mãi được hồn an sắc mạnh để quý cha dẫn dắt đàn chiên mà chúa đã trao phó. Sau thánh lễ, mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui trong bữa cơm thân mật tại sân nhà giáo sứ. Giáo sứ Hoàng Châu, thánh lễ an táng linh mục Phêrô Tạ Văn Đức, thánh lễ an táng cha Phêrô Tạ Văn Đức, chánh xứ Hoàng Châu, quản hạt Lạc An, được cử hành cách long trọng lúc 8 giờ 30 ngày 18 tháng 3 năm 2019 tại thánh đường Giáo xứ Hoàng Châu, hạt Lạc An giáo phận Phú Cường. Đức cha Du sang Nguyễn Tấn Tước giám mục giáo phận Phú Cường đã chủ tế thánh lễ đồng tế trong thanh lễ có sự hiện diện của đức cha phêrô trần đình tứ nguyên giám mục giáo phận cha tổng đại diện giáo phận quý cha bề trên quý cha quản hạt quý cha linh tông cùng quý cha trong và ngoài giáo phận hiệp dân thánh lễ còn có đông đảo quỹ tu sĩ nam nữ quý thân nhân và quý cộng đoàn xa gần đúng 8 giờ 30 phút đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ trong tiếng kèn tiếng trống vang ca đoàn cắt cao bài ca nhập lễ của tác giả linh mục giao kim với lời mời gọi như đức giêsu kitô đã chết và sống lại thế nào thì thiên chúa cũng sẽ đem họ đến với người trước khi bắt đầu thánh lễ cha tadeo lý nguyễn anh thi chắn văn phòng tòa giám mục đọc tóm tắt tiểu sử của cha phêrô tạ văn đức đầu lễ đức cha giuse có lời chào và chia sẻ cùng gia đình tăng quyến linh tông về sự ra đi của cha phêrô tạ văn đức chúng ta hiệp dân thánh lễ này trong niềm tin tưởng phó dâng cho lòng thương xót của Chúa để chính Thiên Chúa đón nhận Cha Phêrô và hưởng hạnh phúc muôn đời trong lòng yêu thương của Chúa và trong tình mến thương của mọi người trước khi kết thúc thánh lễ Cha Vinh Sơn Trần Thế Thuận chánh xứ giáo xứ Mỹ Vân quyền quản hạt Lạc An đã dâng lời cảm ơn quý Đức Cha quý Cha quý tu sĩ nam nữ quý chính quyền các cấp cùng toàn thể cộng đoàn vì tình thương mến đối với cha Phêrô đã đến kính viếng chia sẻ trong mấy ngày qua và dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Phêrô trong thánh lễ hôm nay. Thánh lễ kết thúc lúc 10 giờ, sau đó Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận đã chủ sự nghi thức phó dân và từ biệt cha Phêrô. Sau nghi thức phó dân và từ biệt, Đức cha Giuse, Đức cha Phêrô, quý cha, quý tu sĩ nam nữ quý thân nhân và đông đảo bà con giáo dân đã tiến đưa linh cứu cha Phêrô đến trước tượng đài Đức Mẹ trong khuôn viên của giáo xứ. Tại đây, cha tổng đại diện Simon Nguyễn Văn Thu đã chủ sự nghi thức làm phép mộ và hạ huyệt. Đức cha Giuse, Đức cha Phêrô, quý cha, quý tu sĩ cùng cộng đoàn tín hữu đã thả những cành hoa và nắm cát xuống huyệt, nói nên lời từ biệt lần cuối, cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện cho cha Phêrô Tạ Văn Đức sớm được về hưởng tôn nhan thánh chúa tin giáo sứ thới hòa thánh lễ mừng kính thánh du xe bổn mạng giáo sứ thới hòa vào lúc 17 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2019, thánh lễ mừng kính thánh cả du xe bổn mạng của giáo sứ đồng thời cũng là bổn mạng của cha phó du xe hoàng đình khái thánh lễ đồng tế chủ sự là cha đa minh trạch cao xuân khải cùng đồng tế với ngài có cha phó du xe hoàng đình khái và thầy phó tế Francisco siêco hoàng hữu phúc cùng với hơn 2.000 bà con giáo dân tham dự. trước thánh lễ cha trắng sứ đa minh chặt gặp gỡ và mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm thánh cả du xe một người đàn ông tuyệt hảo khiêm nhường ít nói trong dịp này cha xứ cũng nhắc lại quá trình hình thành giáo xứ tới hòa qua sự chuyển cầu của thánh cả du xe sau vài phút gặp với, với cha xứ, cộng đoàn cùng dâng lời kinh khẩn lên thánh Giuse để xin ngài cầu bầu cùng Chúa cho giá xứ. Đúng 17 giờ 30 phút, trong tiếng trống giòn giã, cộng đoàn trong thân lặng nghiêm trang cùng tiến vào thánh đường để thánh lễ được cử hành. Trong bài giảng, cha Tráng Sư nhấn mạnh đến người đàn ông vĩ đại là cha thánh Giuse, một người khiêm nhường, ít nói và luôn trung thành với mười điều răn của Thiên Chúa. Cuối thánh lễ, đại diện cộng đoàn giáo sứ chúc mừng quan thầy cha phó du xe, quý ông, quý anh em và bổn mạng của toàn thể giáo sứ. Kết thúc thánh lễ, quý cha, quý thầy cùng chụp chung với nhau tấm hình lưu niệm và cùng cộng đoàn giáo sứ dùng bữa cơm thân mật trong dịp đáng nhớ này. điểm tin trong tuần của trang thông tin giáp phận phú cường đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các điểm tin lần sau